Khoảnh khắc Nga rút đạn cháy xuống thành phố pháo đài Ugeda. Lực lượng Nga nã đạn cháy vào thành phố Ugeda, pháo đài chiến lược của Ukraine ở tỉnh Donetsk, trong lúc khép vòng vây quanh đô thị này. Truyền thông Nga hôm 27 tháng 9 công bố video từ thiết bị bay không người lái, drone, trinh sát và binh sĩ dưới mặt đất, cho thấy hàng trăm vệt sáng của đạn cháy rơi xuống thành phố Ugeda ở tỉnh Donetsk. Chưa rõ loại đạn cháy mà Nga khai hỏa nhằm vào Ugeda. Trang tin Ruvesna cho biết đạn cháy phóng từ pháo phản lực cho phép lực lượng Nga dễ dàng phát hiện đối phương hơn, cũng như gây thiệt hại cho các đơn vị Ukraine đang cố thủ tại đây. Các công ước quốc tế không cấm hoàn toàn sử dụng đạn cháy trong chiến sự, với điều kiện chúng không nhắm vào dân thường. Vladimirov, quan chức thuộc cơ quan phụ trách các tỉnh Nga tuyên bố sáp nhập, cho biết nhiều đơn vị Ukraine đang rút về vùng ngoại ô phía tây Ugeda, tránh giao tranh trực tiếp và chủ yếu dùng drone, pháo binh để cản bước tiến của lực lượng Nga. Một trong những thành công chiến thuật của Nga là cắt đứt tuyến hậu cần cung cấp vũ khí và bổ sung binh lực của Ukraine cho Ugeda. Quân đội Nga đã kiểm soát ít nhất 1/3 diện tích thành phố, khi ông Rốt nói. Dữ liệu tình báo nguồn mở cho thấy Nga đã gần như bao vây toàn bộ Ugeda. Trong khi tuyến đường cuối cùng để lực lượng Ukraine ra vào ở phía bắc thành phố đã nằm trong tầm hỏa lực. Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên. Truyền thông Ukraine và một số kênh Telegram ủng hộ Kiev thừa nhận Nga sắp kiểm soát hoàn toàn thành phố. Deep State, nhóm phân tích có liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine, nhận định tình hình ở Ugeda tương đối nghiêm trọng và đô thị này có thể thất thủ chỉ trong vài ngày hoặc vài tuần nữa. Một cựu sĩ quan Ukraine, người đồng sáng lập nhóm phân tích tin tình báo Fontenling Insight, đánh giá nỗ lực bám trụ Ugeda là phi thực tế. Do Nga đã kiểm soát hoàn toàn các tuyến đường chính để tiếp tế và rút lui khỏi thành phố. Khác với các thành phố thông thường, Ugeda không có những căn nhà biệt lập, mà chủ yếu là các tòa chung cư nhiều tầng được xây dựng từ thập niên 1960. Điều này khiến nó được ví như thành phố pháo đài, nhờ chênh lệch độ cao với khu vực xung quanh và các tòa nhà cao tới 27 mét có thể gia cố để làm lô cốt. Những yếu tố trên khiến Ugeda trở thành mắt xích quan trọng trong phòng tuyến Ukraine ở Tây Nam Donetsk, cho phép nước này kiểm soát khu vực rộng lớn xung quanh, ngăn các đơn vị Nga thọc sừng hàng loạt thành phố trọng yếu và không thể dùng tuyến đường sắt Donetsk, Volnova cho mục đích quân sự. Giành được Ugeda sẽ giúp lực lượng Nga chọc thủng phòng tuyến then chốt của Ukraine tại tỉnh Donetsk, thay đổi cán cân sức mạnh trong khu vực và cải thiện khả năng phòng thủ thành phố Melitopol gần đó. Trong hơn 2 năm xung đột, Nga nhiều lần triển khai chiến dịch công phá thành trì Ugeda nhưng chưa thành công, thậm chí còn hứng chịu tổn thất nặng nề. Các chỉ huy Nga tại thực địa đã hứng chịu chỉ trích dữ dội vì những thiệt hại nghiêm trọng trong chiến dịch này. Nhiều chuyên gia phương Tây và quân nhân Ukraine gần đây thừa nhận Nga đang tiến quân với tốc độ nhanh chưa từng thấy trong 2 năm qua tại vùng Donbass, bao gồm tỉnh Donetsk và Lugansk, bất chấp Kiev mở chiến dịch tấn công tỉnh Kursk để buộc đối phương điều chuyển quân về đối phó. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.